cảm thấy rất là dễ chịu, ban giám khảo cũng thấy dễ chịu, và ban giám khảo này quan sát thí sinh rất dễ sợ, rất là dễ sợ. Ban ngô còn thiếu chỉ ở dương chưa có tốt lắm điều ban hôm nay còn thiếu, chị nghĩ là mọi người chắc có lẽ là cũng đều nhìn thấy điều đó, cho nên là xin cho phép chị không nói cái điều chị ơi, chị hỏi rằng là hiện tại ở trên mạng xã hội mọi người rất là tiếc nuối khi mà trường hợp bạn Bùi Lý Kim Phương, rõ ràng là ở phần đêm chung khảo và đêm chung kết hôm nay bạn cũng đã có phần thể hiện tốt á, thì điều gì đã khiến bạn không có ở những vị trí cao? Và Bùi Lý Kim Phương cũng là một trường hợp rất đẹp, và Kim Phương rất xứng đáng với cái best in school, và mọi người cũng đồng ý với đó, một body đẹp, một gương mặt đẹp, nhưng mà đúng là trong cuộc thi thì chúng ta tất cả các thí sinh vào đến top 10, top 5 là xem như 10 hoa hậu rồi, 5 hoa hậu cả rồi. Còn lại là cái sự, cái thần thái cuối cùng, và cái thật ra thần thái của Beauty Queen nó hiện lên ở đâu thì thật ra mọi người sẽ nhìn thấy điều đó. Nếu mọi người xem kỹ từ đầu, mọi người sẽ thấy là trong thiên ngân ban đầu, những tràng vỗ tay của bạn khi bạn trình diễn ban đầu nó không lớn, nhưng mà càng vào trong các phòng sau, khán giả lại càng vỗ tay cho thiên ngân nhiều hơn. Và mọi người cũng giống như là chị đọc những cái thông tin ở trên Facebook, mọi người cũng kêu vote cho thiên ngân, vote cho thiên ngân. Thì chị nghĩ là khi bắt đầu được tiếp cận nhiều hơn với thí sinh, thì những người, tại vì đa phần là fan của Beauty Queen là các bạn đã có sẵn idol của mình rồi, thì những bạn như là Quỳnh Châu hay là Thiên Vương, rồi Mai Ngô, bạn Tuyết Như, đó đó là những bạn đã có sẵn fan, cho nên là nhóm fan của các bạn yêu ai yêu cả đường đi lối về mà, cho nên là yêu các bạn đó. Nhưng mà dần dần thì khi được nhìn thấy cận cảnh từng thí sinh thì khán giả sẽ bắt đầu có cái nhận xét công tâm, và chị rất là quan sát xung quanh, chị nhìn thấy là tiếng vỗ tay dành cho Thiên Ngân bắt đầu lớn dần lên. Thì chị nghĩ là rất may là khán giả cũng sẽ ủng hộ cái quyết định của ban giám khảo. Chị ơi, chị hỏi là mọi người chỉ tiếc nuối về trường hợp bạn là nguyên đó của thí sinh ba lùi á, tại vì rõ ràng là hiệu ứng truyền thông như là tại đây thì khá là tốt, nhưng mà ao top 20 rồi. Cho anh xin một câu cuối nha chị Dung, không phải TV liền ngay bây giờ nha cả nhà. Anh có xinh đẹp không? Nguyên Thảo cũng là một ca mà ban tổ chức rất là yêu mến. Thực sự là các bạn thí sinh trong cuộc thi này đều để lại, mỗi bạn để lại một cái dấu ấn, một cái ấn tượng rất là tốt đẹp với ban tổ chức. Thời điểm diễn ra cuộc thi rất là gấp, nhưng mà các bạn chuẩn bị rất là chu đáo, và các bạn rất là chuyên nghiệp và dễ thương. Thì Nguyên Thảo hoàn toàn xứng đáng để đi vào sâu hơn nữa, nhưng mà các bạn khác cũng lại xứng đáng hơn, cho nên là chúng ta buộc phải chọn những bạn xứng đáng hơn để vào sâu. Thật ra nếu như chọn Nguyên Thảo là một cái giải pháp giống như là truyền thông cho ban tổ chức rất là tốt, nhưng mà lại có những bạn tốt hơn, cho nên là chúng ta buộc phải có trách nhiệm và công tâm với tất cả các thí sinh. Thôi, chị nghĩ như thế nào khi mọi người nói là Á Hậu 3 là một trong những người chơi của sân vàng, tại vì rõ ràng chị là một trong những người lựa chọn ban trước đó của cuộc thi ở Đà Nẵng? Thì khi chị đã lựa chọn bạn ở cuộc thi ở Đà Nẵng, nghĩa là bạn đã hơn hẳn tất cả những thí sinh khác, và bạn có một tố chất của Beauty Queen. Minh Thư là một cô gái trẻ cũng có rất là nhiều nỗ lực, càng tối luôn, trẻ nhiều nỗ lực, và nếu mà mọi người chú ý thì Minh Thư có một cái khuôn mặt rất là đẹp và rất là dịu dàng. Bạn có một cái giọng nói tuy là giọng quản trị nhưng mà rất là truyền cảm. Và chị nghĩ là vì với cái cuộc thi Miss Grand thì chúng ta sẽ nên dành cơ hội theo đúng cái tinh thần của Miss Grand, đó là những ai nỗ lực, những ai dám chiến đấu với bản thân mình, những ai dám thể hiện mình trong bất kỳ những cái khó khăn, cái hoàn cảnh nào, thì Minh Thư đạt được những cái điều đó. Và thật ra là trong tất cả các cuộc thi, khi mà đến với cuộc thi này thì những cuộc thi khác mình sẽ xóa đi, mình phải xóa cờ xếp lại. Minh Thư cũng là một thí sinh bình thường trong cuộc thi này thôi. Và thực sự là ban đầu á, là ban giám khảo là ngồi quyết liệt với nhau từng ngày, thì các cô gái nó cứ dần thay đổi, nó cứ xoay chuyển theo từng đêm á. Đó thì cái đó là cái quyết định cuối cùng của ban giám khảo là như vậy. Chị có nghe không? Nói về cách năm ý kiến của ông Nam Quát chưa, hay là không? Nam Quát là không muốn can thiệp vào cái kết quả của mình. Hôm qua thì ở buổi tổng duyệt chị cũng có giỡn là chị đưa cái danh sách cho Nam Quát xem, và chị nói là ông có thể xem, ông có thể chọn,
thì nếu quán nói là không tôi cần xem, và tôi nghĩ là các bạn cứ lựa chọn theo ý của các bạn. Thì cho em hỏi câu cuối là Quỳnh Châu đang rất là có máu lửa và mong muốn được đi thi quốc tế, thì cho em hỏi rằng là liệu rằng là sang năm Miss Grand International sẽ diễn ra ở Việt Nam á, thì có một cái cơ hội là cho Quỳnh Châu xuất hiện nhưng mà khi mà bạn đang hừng hực, nhưng mà cái tuổi của Quỳnh Châu ấy, thì cũng lại là hơn cái tuổi quy định của sang năm á, thì là Quỳnh Châu năm nay 28 sang năm 29, mà Miss Grand thì chỉ dừng lại ở tuổi 28 thôi. Hy vọng là để chị hỏi chuyện đâu quá xem ổng có dời lên tuổi 29 không. Thì nếu như sang năm mà mình không tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam mà Miss Grand Inter mà cho lên 29 thì đương nhiên là Châu đi thi thôi. Có nghĩa là bạn thân hoa hậu ấy thì là mất mẹ từ năm lớp 11 đó, chị có bao giờ chưa nghe bạn ấy tâm cái lúc ở trong vòng phỏng vấn có nghe bạn ấy chia sẻ về hoàn cảnh gia đình? Bạn chia sẻ từ cái hôm mà thi người đẹp truyền cảm hứng, thi cái vòng loại á, thì bạn có chia sẻ điều đó. Còn phỏng vấn kính thì không hỏi lại những cái đó. Phỏng vấn kính của ban giám khảo và ban tổ chức thì muốn đi sâu vào khai thác những cái góc độ của con người của mỗi thí sinh. Bạn nghĩ gì, bạn đang làm gì, mục tiêu tương lai của bạn như thế nào. Thường thì cái phỏng vấn kính nó sẽ giúp cho ban tổ chức hiểu rõ hơn về thí sinh đó, chứ cũng không quan tâm tới gia cảnh của bạn đó. Bởi vì thật sự là lâu nay chị Dung làm hoa hậu, chị Dung quan tâm tới con người đó là nhiều nhất, chứ chị Dung cũng không quan tâm tới gia cảnh của bạn. Vậy thì bạn chia sẻ là cái mục tiêu tương lai của bạn là cái gì ạ? Thiên Ngân thì hiện nay là đã học xong đại học, chỉ chờ lấy bằng thôi. Thiên Ngân thì đang làm rất là nhiều việc, đi bán mắt kính, bán đồng hồ, rồi ý là đi làm thêm rất là nhiều. Thì Thiên Ngân cũng muốn là giống như nỗ lực học tập hơn, có bằng cấp xong rồi, nếu như không đăng quang hoa hậu thì sẽ kiếm một cái việc làm gì đó rồi sẽ học tiếp lên nữa. Đó thì đó là cái mong đợi của bạn. Chị Dung đã làm việc với ekip của mình như thế nào về thiết kế cái việc gọi tên cho cái đường kia đó? Thật ra là nói về cái việc gọi tên cũng rất là buồn. Là cái đêm chung kết này một cái phiên bản rất là hay, rất là nhẹ nhàng, rất là sang trọng, nhưng mà buộc phải cắt hết. Vì thật ra thì chúng ta cũng cần phải có thời gian cho mọi người thẩm thấu. Thật ra là nếu như được khô theo cái phiên bản đã tập hôm tổng duyệt ngày hôm qua cũng rất dễ thương. Ví dụ như là Võ Thương đi, thì Võ Thương có đọc một cái câu thơ là đất Quảng Nam chưa mưa đã đất Quảng Nam chưa mưa đã gì đã thấm rượu hồng đào chưa nhắm đã say, Miss Grand Quảng Nam thật ra rất duyên luôn. Rồi chẳng hạn như chỗ của bạn Cần Thơ thì Julie là bạn nói, bạn giới thiệu tên xong bạn rất là dễ thương. Nhưng mà sau cái buổi tổng duyệt thì ý kiến của các cơ quan quản lý văn hóa thì vẫn là để cho an toàn thì mình tên và địa phương thôi, bởi vì là chỉ sợ rằng là trong lúc các bạn phiêu á, các bạn lại bị phấn khích bởi tiếng hò reo của khán giả, rồi các bạn sẽ lại bị lạc giọng hoặc là này kia nữa thì chúng ta cũng khó kiểm soát. Cho nên là sẽ có thể chúng ta sẽ dời sang năm sau gì đó, chúng ta sẽ có thời gian nhiều hơn và trình các cái phương án mình hô tên như thế nào đó để được chấp thuận cho cái việc hô tên nó vẫn thú vị, nó vẫn giải trí, nhưng nó vẫn không làm chói tai người nghe hoặc là không gây một cái sự khó chịu cho những người chưa quen. Ok chị. Chị em hỏi vô cùng, chị ấn tượng được gì nhất là Thiên Ngân có một cái gương mặt quá đẹp và cái thần thái của một beauty queen, và cái tinh thần khi mà bạn nói chuyện, kể cả phỏng vấn kính hay là kể cả trong lúc mà thực hiện các cái dự án, bạn ánh mắt bạn rất là sáng và bạn đều toát lên cái thần thái, cái phong cách của một hoa hậu. Mọi cái đều rõ ràng dứt khoát, những cái mà Thiên Ngân trả lời trên sân khấu nó ứng xử hoặc là thuyết trình về hòa bình thì cái thái độ của bạn nói chuyện ở bên ngoài với ban tổ chức đều như vậy. Đó nên là, và thực sự là Thiên Ngân có một vẻ ngoài đẹp, quá là đẹp. Đẹp đẹp phê chị ơi, giống như kiểu Tiểu Vy ấy, đẹp mà giống như kiểu là nhìn là mặt cái đẹp nhỏ ngay. Vừa vương miệng cái cổ bạn ấy cao thì mà cái đầu đội vương miệng rất đẹp. Dạ đúng rồi, đẹp giả mang nói là đẹp. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người nha. Xin phép được dùng một chút xíu.